Ok, và xin chào tất cả anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với chế độ đấu trường chân lý mùa 3 nhé anh em. Rồi, hiện tại là chúng ta đã có được hai đấu sĩ kết hợp với hai cỗ máy chiến đó. Mình tin rằng là cái con Nocturne 2 sao thì nó sẽ gặt đầu những cái tuyến sau của team bạn. Và đối đầu chúng ta đó chính là Cho Tớ Xin Lỗi Nha. Ai lìn cái tên. Ok, chúng ta mình phải xin lỗi bạn chứ thay vì bạn này xin lỗi mình. Hôm nay thì có ba khá là sớm cho nên anh ta đã cho vào được cái hack kinh nghiệm. Nhưng mà đổ lại thì đội hình của anh ấy không có được cái dàn tanh cứng cáp để giúp cho ba gọi là tận dụng được con ba này tối ưu nó ấy. Ok, xin lỗi ông nhá. Rồi, không biết là ngày hôm nay thì mình sẽ mang đến cho anh em một cái đội hình gì đây. Xem nào. Z, Annie. Z này. Thời không. Rồi ok, tức là mình sẽ bán những cái vị tướng không liên quan đi để chúng ta có thể tích vàng. Nhưng mà bây giờ mà chỉ có 8 vàng thôi. Bán hai con này đi nữa nhá. Rồi 10 vàng. 10 vàng rồi. Z với cả Annie với cả Zik. Nhưng cái combo này thì anh em sẽ nghĩ ngay đến cái đội hình phi công mật thám kết hợp với bộc phá đúng không? Mình cũng nghĩ là như thế. Nhưng mà chắc là thôi. Chơi thế thì bình thường quá. Ông này thì cũng có hai cộng máy chiến đấu, Cockmore. Nhưng mà lại có thêm Poppy 2 sao nữa. Không biết là lần này chúng ta còn chiến thắng được hay không đây. Cố lên. Một vàng. Ơ vàng của tôi kìa. Uầy, vàng đợi mãi trên trời rơi xuống. Tại vì mình đang chơi ở cái vũ trụ đó chính là hành tinh không tặc. Thì cái tỷ lệ vàng khi mà kết liễu cái vị tướng đầu tiên thì nó khá là cao. Nhưng mà đa số là gọi là may mắn thôi. Ở cái vũ trụ này thì toàn bộ những cái vị tướng trên bàn cờ của chúng ta sẽ được kích hoạt cái hệ không tặc. Nó chỉ hai không tặc thôi nhá. Ok, 17 vàng. Làm sao để có thể tích lên cột mốc 30, 20 bây giờ. Bán con Sako đi thì chúng ta có 16. Không tặc kết hợp với hành tinh không tặc. Úi xời ôi, nghe có vẻ thú vị. Nhưng mà chắc là sẽ có khá là nhiều anh em chơi không tặc ở cái vũ trụ này, cho nên là mình sẽ tìm kiếm một cái đội hình khác xem sao. Và hôm nay thì có hai hắc tinh kết hợp với hai hậu vệ kèm vào một cái con Zoe 2 sao. Zoe 2 sao để làm gì nhỉ? Thay vì thế thì anh ta nên cho Leona 2 sao vào thì mình nghĩ là có thể chiến thắng được mình với hai thiên phong nữa rồi. Ui, 3 vàng luôn. Nhiều thế nhở. Thơm luôn anh em, 17. Trời ơi. Bán sao cô đi vừa đủ 20. Cầu được, ước thấy. Mọi chuyện hình như là diễn ra khá là suôn sẻ cho chúng ta thì phải. Vừa có chuỗi thắng, vừa tích được tiền. Vẹn cả đôi đường là đây. Để xem là mình sẽ lấy cái gì đây. Có 3 ông 100 máu. Sona Wick. Quick Love. Còn ông thứ hai là số điện thoại. Và thứ ba là mình. Ok, để xem là ai được ra trước. Ờ hên. Mình được ra trước anh em ơi. Thế là mình sẽ lấy thêm một thanh BF này đi. Một thanh BF thì chúng ta có thể lắp vô cực kiếm. Vô cực kiếm thì cũng ổn. Bây giờ là vô cực kiếm của chúng ta có 100% tỷ lệ chí mạng. Cho nên là nó khá là tuyệt vời. Trước đây là anh em gọi là chỉ lắp anh em gọi là cái vô cực này lắp cho đây, vô cực kiếm này 100% chí mạng là anh em có thể lắp được 3 cái vô cực cho một tướng. Nhưng mà bây giờ thì tỷ lệ vô cực là 100%, cho nên là bây giờ anh em chỉ duy nhất lắp một con một cái thôi nhá. Mà chắc là mình cũng chưa lắp ngay đâu. Cứ bình tĩnh. Cứ từ từ thôi anh em. Việc gì mà phải vội. Làm gì mà phải hốt. Làm gì mà phải hốt. Ai đây? Rồi. Để xem là ai trong quai đất này. Ông này thì đã có được hai vũ. Ôi. Hai vũ trụ. Ba hậu vệ kèm với một con Z2 sao. Khéo mình thua rồi. Dây xì không được bừa. Rồi thua cực đậm. Cái này thua nguyên sàn à? Ở dưới được một con nhưng mà lại không rớt ra vàng. Khá cay. Ok. Làm ra khiêu khích. Khiêu khích mình nữa. Hôm nay thì cũng khá giống mình khi mà có ba có khá nhiều chuỗi thắng cũng như là tích được 30 tiền luôn. Vui.
Trận này là có vẻ thú vị này anh em này. Đây đi, thay vì hai đấu sĩ thì mình sẽ cho một con Twitter với 2 sao vào để nó có thể gọi là gây ra nhiều sát thương hơn. Kiểu như một cái vũ trụ này thì chúng ta cần cái đội hình nhiều ram để có thể kết liễu những cái đội hình team bạn, để chúng ta có được cái tỷ lệ vàng ấy. Hành tinh không tặc mà. Ông nào mà xanh là đè lắp bép mấy công ở dưới luôn. Ông này thì đã lắp cái găng bảo thạch cho Daisy khá là sớm. Cứ qua được hai không tặc. Hai không tặc, hai tiên phong. Thế kìa. Ui thua kìa. Còn treo nữa. Chị tôi vai. Không có một pha lê bài như đồ bài từ vị trí của Twitter Fade là. Ok ok. Hôm nay cấp 4 30 tiền cũng giống mình luôn. Nhưng tiền biểu cảm như hơi cay cay rồi đấy. Ok. Hơi cay một chút. Thua một trận là có trận thua thứ hai luôn. Bây giờ thì mình sẽ cho Gray vào để có thể kích hoạt được hai ba thủ. Cay thế nhở. Nhưng mà không sao. Như thế thì nó sẽ lúc này coi như là tạo động lực cho chúng ta cố gắng hơn nữa đi. Đang đứng đầu vị trí top 1 nhưng mà đã bị thua. Mình đã bị thua 2 trận liên tục và đã rớt ngay xuống vị trí top 5 rồi. Mong là đồ sẽ ổn một chút để giúp mình comeback lại. Cho một chút hàng xị đệ. Đồ gì đầy cung gỗ. Giáp lưới. Và được. Chúng ta có một cây vô cực kiếm. Hoặc là mũ phù thủy, găng bảo thạch. Kiếm súng hashtag. Mình nghĩ là mình sẽ lắp một cái găng bảo thạch ấy. Ra van. Từ từ. Lắp cái găng bảo thạch cơ mà. Găng bảo thạch. Rồi. Sau đó chút nữa thì mình sẽ chỉ cần lấy một cái cậy quá khổ hoặc là cái trang bị găng đấu tập nữa thôi. Thì mình nghĩ là chúng ta sẽ có một cái combo hoặc siêu đam. Đó chính là găng bảo thạch, vô cực kiếm và mũ vô thủy. Combo này thì chút nữa anh em sẽ biết mình sẽ làm cho nào. Căng thế, mấy ông anh em đánh căng quá. Cũng tận dụng khá nhiều trang bị luôn này. Tích tiền cũng không phải là dạng vừa đâu. Bụp. Uầy, hổ lực phết đến từ vị trí của Illaoi. Rồi ra được 1 đồng, 2 đồng rồi. Ok, một round tầm 2-3 đồng như này thì mình nghĩ là trắng mới trông mà giàu. Mình lại kẹp thêm một chút không tặc nữa. Nếu mà may mắn thì chúng ta lại có thêm một chút vàng. Đó. Sen. Rồi. Sen cho vào thì chúng ta có 2 thời không nhưng mà chắc còn xe này chắc là chút nữa mới xài được. Chút nữa mới xài được. Cinderella, Sako, Shinra và Z. Hai con mật thám. Chắc là thôi. Đồ đạc như này chắc là cầm một cái con nào carry. Carry chuẩn đi. Ai đây? Hai cậu mày chiến đấu. Kết hợp với hai tiên phong. Illaoi kiếm súng hashtag này để xem là lượng giáp như nào. Ôi, nhiều giáp phết. Chẳng lẽ mình lại thua à? Con mo này nó lắp. Con này lắp cái gì nhỉ? Kiếm sự cái giao điện ấy, cho nên là có một chút sát thương chuẩn. Khá phết. Bữa nay giao điện có chỉnh sửa thành sát thương chuẩn rồi nha anh em. Cho nên nó mạnh lắm. AC. AC vứt tạm rồi. Rồi Kathleen. Kathleen có 2 thời không? Hay là Sen nhỉ? Sen đội hình tanh đi. Thủ một chút vẫn ổn thay vì nhiều đam quá. Bên của mình nghĩ là chúng ta cũng có nhiều đam quá rồi. Nên còn một chút thủ. Con Sen này thì khắc chế được mấy cái con kiếm khách hay là xạ thủ chứ là Zihin gì đấy. Còn khi mà mấy cái con đấy mà nó lắp cái đại bác liên thanh thì thôi rồi. Đi luôn. Và hôm nay thì đã có được hình như là tình chơi vệ binh tinh tú. Mình đoán là như thế. Mình đoán là như thế thôi. Còn anh em xoay bài nhanh như trong tròng. Chả biết đường nào mà lần. Dương lại được một chiến thắng nữa này.
Mong là cái round đi chợ sắp tới sẽ có được gậy quá cổ hoặc là một cái găng đầu tật. Chúng ta sẽ có combo hoàn hảo đấy. Đúng như mình dự đoán, đó là vãi nhìn chán chưa kìa. Me, tại sao lại toàn những trang bị thủ như thế này? Thế giới của đồ tanh à? Đùa chứ. Game này là game gì đây không biết nữa. Không giống như mình dự đoán. Mình dự đoán sai 100%. Chán thật chứ. Ok. Nó bắt đầu thú vị hơn rồi đấy. Rakan này. Cay thật sự ạ. Cái mình có thể lắp luôn cái trang bị Sojin và một cái cuồng cung cho AC của chúng ta. Đại bằng tiện khi mà cột mốc 1 sao là 2 giây làm choáng. Chỉ cần lấy thêm một cái cung gỗ nữa thì AC sẽ có một cái combo hoàn hảo. Mình chơi như thế bình thường quá. Từ từ để xem như thế nào đã nhá. Ông này thì đã lắp phong kiếm khá là sớm. Nổi loạn nhân tạo. Thú vị phết. Còn số điện thoại này. Nó không nhầm là anh ta chơi pháo thủ kết hợp với nổi loạn. Ok phết đấy. Cho tôi một chút vàng nữa đây nào. 3 vàng rồi. Chuyện tuyệt vời. Không kịp lia bài. Lúc này lại ra trêu trêu nhỉ. Gợi đòn à. Đang cáu rồi đấy. Đồ đạc không ăn thua. Cái này nó hơi cay rồi đấy anh em ạ. Này chứ lại chơi thật cho mấy ông xem bây giờ chứ lại. Timo. Ồ chứ là thôi. AC vào đi. Ừ cho AC vào. Đây cho AC vào cũng được. AC hay là AC. JC cũng ổn. JC thì chúng ta sẽ có nhiều tỷ lệ rất ra vàng hơn. Nhờ không tặc. Còn AC thì chúng ta sẽ có được một cái đại bằng tiện làm choáng. Thế mình sẽ quyết định đó chính là lựa chọn JC. Trận này khá là nhiều anh em chơi JC này. Hôm nay thì có 3 phi hành gia. Ở đâu 2 phi hành gia. 2 không tặc, 4 tiên phong. Ghê. Chơi hẳn 2 con 3 được thì hack cấp đôi kinh nghiệm cả. Thú vị. À, mình đã ăn được ông này à. Ông này lại trêu mình đúng không? Ông này lại trêu mình này. Chắc là phải trả thù thôi. Nhưng mà mình bây giờ lại cả khi ông này thì lại trẻ con quá. Đúng không? Mình lại ra biểu cảm các thứ dưới mặt thì khác gì ông đấy. Coi là anh em cứ im lặng cho mình. Im lặng và thể hiện kỹ năng của bản thân. Tin mình đi. Rồi một chút xem sao. Darius. Darius thì nó ngon hơn nè. Ok. Xem đồ đạc như thế nào. Tôi cần găng đấu tập với cả gậy quá khổ. Đây có một cái găng đấu tập nữa ngon này. Gì đấy. Một cái Nico. Và một chút vàng thêm nữa. Thêm một thanh BF. Vậy là chúng ta chắc là có đủ combo rồi đúng không? Đây một cái vô cực. À vẫn còn thiếu một cái gậy nữa thì mình mới chơi được cái đội hình ấy và cái combo đồ thế giới ngáp thiên thần. Từ từ rồi một chút xem nào. Riven ngộ không xem là AC đoàn có lực hay không nhá anh em. Cho AC một cơ hội xem nào. Hình như là bị bắt mất rồi. Boom. Uầy, 400 đam. Khá đau đấy. Ủa, pha này thua hơi đậm này. Thua hơi đậm. À. Tưởng thắng. Nhưng mà thực chất là thua thật. Tiền của tôi ông ơi. Boom. Uầy, lại thêm đồng nữa. Thơm. Thua nhưng mà chúng ta lại có nhiều vàng hơn đội bạn.
dây si này, nhiều dây si đấy. Thôi thì mình đang tính là combo siêu hồi mana đây này, Ezreal đi, Zihin, Sen, Ezreal này, hai con Ezreal, JC đây đi, đội hình từ cứu hai một chút. Ông này thì Illaoi 3 sao kết hợp với 4 quân bay chiến đấu, hai thiên phòng nữa, nhiều quá vậy. Ấy của mình thì nó bắn vào những cái mục tiêu xa nhất. Ai à, thua rồi. Từ từ nhá, cho mình phải xoay bài ra. Nãy giờ mà không thấy con AC đâu nữa. Tìm con khác chơi. Thua một chút cũng không sao. Làm như thế thì chúng ta sẽ lấy thêm một cái gậy quá cổ dễ dàng hơn. Ezreal 2 này, ok. Blitz. Rồi. Thay vì AC thì mình sẽ chơi Ezreal. Đấy. Ezreal thì lại thú vị hơn. Đây đi. Spam không tặc. Darius. Cái combo siêu hồi mana để cho nào bây giờ nhỉ? Một cái Sojin với cả một cái cung cung này. Mình đang tính cho nào đây. Anh em chuẩn bị xem cái đuôi của mình bắn này. Boom. Ui, đau. Vãi nồi. Vì cái skill của Ezreal này cũng khá là khó chịu khi mà nó lại gây ra cái hiệu ứng chưa mana của tay bạn nữa. Đúng gọi là vết thương sâu một chút. Ok, đi chợ luôn này. Ông này thì có Zihin 2 các thứ đang xoay bài xã thủ. Được. Xoay bài tùm lum tà le luôn. May quá, cái round này thì có tận 3 cái gậy và mình cũng là người ra đầu tiên. May mắn hơn Riot Team một chút. Một chút thôi anh em. Riot Team cũng đông vị trí 54 máu của mình, nhưng mà mình lại được ra trước. Cho nên là có một thiên vị nhẹ. Chắc là ông này đang có chuỗi tháng cho nên là được ra sau cũng đúng mà. Mà gậy có ai thèm lấy đâu. Gậy đây ra đây này. Kiểu gì mà tôi chả lấy được. Công việc còn lại của chúng ta chắc là mình sẽ roll để có thể tìm kiếm Ezreal 3 sao mà thôi. Đây. Một cái bũ phù thủy. Ok. Darius này. Riven. Giờ mới ra AC đã quá muộn rồi. Thời không. Xem. Nếu như mà anh em thích cái con AC đồ thế giới thì hãy nhớ comment cho mình biết nhé. Tại vì trận này AC nó không độ mình sớm, cho nên mình sẽ quyết định là đổi đồ cho Ezreal. Nhưng mà nếu như mà anh em thích cái con AC mà cầm những cái trang bị như thế này, đồ chuẩn thế giới, đẹp trai, thì hãy nhớ comment cho mình biết để mình có thể làm cho anh em xem. Và anh em nào mà có ý tưởng gì hay, độc lạ, thì hãy comment ngay phía dưới giúp mình nhá. Hôm nay thì vòng 4.5 thì đã có không tặc khá là sớm. Nhưng mà hãy xem Ezreal của tôi kìa. Một phát bắn nữa thôi. Ui. Đi luôn ạ. Tuyệt vời. Nhìn con Ezreal chất lượng phết. Nhớ nha anh em, đừng quên là bình luận những cái ý kiến cá nhân của mình. Và nếu mà mình có sai sót trong những cái quá trình làm video thì anh em hãy bình luận để mình có thể rút ra những cái kinh nghiệm và sửa đổi trong những cái video sắp tới nhá. Rất là trân trọng những cái ý kiến của anh em. Ủa, lanh lanh. Cho nên là anh em đừng ngại gần gì mà không comment. Và link Facebook của mình thì mình sẽ để ở bên dưới. Anh em nào mà muốn kết bạn thì hãy gửi lời mời cho mình. Cái combo đồ này em mới cho ganh blank nhở. Còn cả không tạc nữa thì thôi rồi. Nhưng mà mình nghĩ là Ezreal của chúng ta cần thời không hơn. Thay vì không tạc. Đồ như này đồ đẹp rồi. Chỉ cần bắn một phát vào cái đám dị hình xạ thủ kia là ổn. Đừng có bắn linh tinh nha. Ủa, em bắn đi đâu vậy? Hơi ngáo rồi. Bắn phát nữa nào. Rồi xong. Thằng Zihin nó đếm pho phát. Trời ơi, bãi màu mẹ thằng ấy của mình. Cho tớ xin lỗi nha. Vãi thật.
Ok, bây giờ thì ông ấy xin lỗi rồi mà. Thế nên mình cũng không làm gì nữa. Xin lỗi trước luôn mà anh em. Được. Được nó. Chỗ này đi. Như này có thời không? À, có Ray 2 luôn. Như này cấp độ 8 thì mình sẽ cho thêm một cái con ấy vào. Gray vào, kích hoạt được hai pháo thủ. Xây ra 3 sao hình từ vị trí của Riot Team. Riot Team. Tên hơi khắm. À, xem là những trang bị cuối cùng nó sẽ ra cho mình những cái gì. Nào là một chút trang bị thủ kiểu như là vuốt rồng hay là gì đấy. À, rất tiêu vàng với nước mắt thế này là biết được nào một lần. Quả cầu thiên tinh, mật thám nhân tạo, vệ binh tinh tú nhân tạo. Tức là không sử dụng được cái gì cả. Chán thế. Nhìn ra thì vàng quá muộn như thế này là mình cũng khó. Dây xì Roll thôi nào. Tìm Eril 3 luôn nhá. Không máu luôn. Eril này 32 sao, đẹp. Hộ không. Ra nhanh nào. Ấy à. Hai thằng dây xì luôn. Được. Còn dư đúng 10 tiền. Để xem nào, Ezreal của mình. Ezreal của mình bị Nocturne bắt cóc rồi. Bắn một phát vẫn chưa đấm vào đâu cả. Zacy thì bốc hơi khá nhanh. Mà anh ta cũng gỡ gạc cho mình được một chút. Còn lại Riven. À, 33 máu. Chắc là đến đây chắc là mình phải sử dụng Nico để cho Ezreal lên 3 sao và tích tiền úp cấp. Ok. Rồi nhá, bây giờ thì các ông xác định đi. Chuẩn bị xác định đi 1.500 đam. Cái skill của Ezreal này thì skill diện rộng nữa. Nó chỉ cần bắn đẹp đẹp một chút thôi thì đảm bảo với anh em là mọi chuyện sẽ kết thúc trong vòng tích tắc mà thôi. Tin mình đi. Đây, xem màn debut của Ezreal 3 sao xem sẽ như thế nào. Đối đầu của chúng ta đó chính là Z3 sao kết hợp với 4 mật thám, 2 vũ trụ, 2 hộ vệ. À đâu, con này mới có 3 mật thám à. Ui, bắn phát chết hết luôn kìa. Đùa. Z3 sao khi mà tiếp cận Ezreal nó bắn cho ngu người. Ngu người. Xem bắn phát nữa này. Bùm, trời ơi, 12.000 đam. Hình rất nhiều. Chịu thua chưa? Giờ đến lượt mình. Nghĩ khá lâu rồi anh em. Bây giờ là thế giới này của mình rồi. Quả cầu tinh tinh mình cũng đang tính phân vân này. Nếu mà đi chợ có một quả cầu tinh tinh nữa thì mình sẽ lắp quả cầu tinh tinh nhá. Hay là lắp một cái chén sức mạnh luôn nhỉ. Chén sức mạnh. Chén sức mạnh hay là quả cầu tinh tinh. Đây. Ezreal nhìn đẹp trai này cơ mà. Vũ khí tối thượng. Master Yi 3 sao luôn. Thế ạ. Ui. Còn hất tung cả Zacy của mình nữa. Mà để xem là Ezreal của mình. Em úi xồi ôi nhìn đam kìa. Vãi nồi thật. Em có thấy cái gì không? Một cái skill thôi mà gây đến tận đến với 3.000 đam. Bay màu Master Yi 3 sao trong tích tắc mà thôi. Quá nhỏ cho Riot Team. Ok, là mình sẽ tích tiền để có thể up cấp vào thôi. Ngại ngần gì nữa. Với các không tạc này nó mới được búp nữa thì à, Lulu Đại Bác Yên Thanh kìa, ông nào nhiều tiền hết kìa. Một đống vàng luôn kìa. À, và người ta vẫn chưa chia nhau là lượng. Rồi, đồ đạc thì cũng hơi chán, cũng không có vũ trụ nhân tạo. Phong kiếm này. À, chắc mình sẽ lấy một cái phong kiếm đi. Nó sẽ giúp cho mình đánh về late game hơn. Thua ông này, thắng ông này, thắng ông này. Một ông đi bụi rồi. Giờ chúng ta sẽ gặp một trong hai
Cho tớ xin lỗi nha với cả Sido Gena và còn cái ông Sona Wicklub và David kia mình gặp rồi. Mình sẽ căn cái phong kiếm này. Chắc mình sẽ lắp cái chiến sức mạnh này thôi. Một chút khám phép và một chút năng lượng. Chắc phải tận dụng thôi anh em ạ. Còn cái thiêu vàng này thì mình sẽ mong chờ cái round đi chợ sắp tới. Cái round đi chợ vòng thứ 6. Nếu như mà có thiêu vàng nữa thì mình sẽ thêm một slot vào. Ai đây? Ok, hất tung anh lanh nhá. Cái phong kiếm lắp sau này thì nó khá là lợi anh em ạ. Đây, chuẩn bị xem video của mình này. Bắn. Boom. Pentakill. Ông này thì 4 không tạc này. Lên cấp 9 rồi cơ. Ghê quá. Không tiêu diệt ông này sớm. Ông này vẫn còn 50 tiền giống ý đúc mình luôn này. Vòng này lên cấp 9 rồi nha. Mạnh. Cực mạnh. Rồi. Kết hợp thêm hai pháo thủ nữa. Và sẽ giúp cho Edry của mình tích cả mana nhanh hơn nữa. Đây. 7 thời không. Chắc mình sẽ để tiền lên cấp 9 và chúng ta sẽ cho 8 thời không vào. Ấy. À. Bán Z3 sao và dồn đồ cho AC thành phi công và 4 vũ trụ. Quyết định không tồi đến được vị trí của Sona Wicklub. Ghê quá rồi đấy. Ui. Cốc mò 3 sao cũng bay màu luôn. Chắc đây là điểm dừng của David rồi. Bye bye Pro Joker. Là cuộc chơi của chúng ta bây giờ chỉ còn 4 người. AC combo đồ thế giới. Nếu như mà anh em thích combo đồ thế giới kiểu như thế này cho AC thì hãy nhớ comment cho mình biết nhá. Đừng ngại ngận gì mà không comment. Mấy ông này đánh nhau đúng mệt luôn ấy. Rồi. Cho tớ xin lỗi nha, cũng phải vừa tạm dừng cuộc chơi. Hôm nay thì một cái giáp thiên thần ngon này. Hôm nay cũng có phong kiếm này. Mình được cái gì? Vọng âm. Vọng âm này thì chắc là cho dây xi rồi. Âm nó nổ làm cho nhiều. 33 máu. Chỉ cần thua một trận nữa thôi là mình sẽ rơi vào cột mốc nguy hiểm. Cột mốc nguy hiểm. Xem nào, bạn Edwin của mình bắn phát nào. Boy. Ui, 3.000 đàn. Khủng thật. Quá khủng. Vọng âm thôi. AC 3 sao cơ mà lại. Nhờ. Nên úp cấp nhỉ. Ui, mẹ lành lành nhìn đồ cũng thế giới luôn ạ. Ông nào cũng chơi đồ thế giới vậy. Ôi trời ơi, mày hất tung con Eril của mình đúng không? Bỏ đi bạn ơi, bỏ đi mà làm người. Rồi rồi, thấy rồi. Chuyển sang bên này. Chuyển sang bên này. Chuyển sang bên này. À, mẹ lại gặp ông này. Đùa. Tưởng gặp ông kia nhưng mà bây giờ lại gặp ông này. Đúng là cũng không có gì có thể đoán trước được. Eril bắn đi. Ui, tìm đi hết đội hình luôn. JC. Ok. JC cũng gỡ gạc một chút. Tại sao Eril của mình nó bị khống chế nhiều quá thì phải. Ông này chắc là cũng thua bản sao của mình luôn này. Kéo căng rồi đấy. Chắc bây giờ mình sẽ úp cấp 8 thôi. Ui, ông kia Threat 2 rồi. Mình cũng đang cần Threat. Threat của tôi đâu? Khá nhiều Lulu nhưng mà mình không cần Lulu một chút nào cả. Bây giờ chỉ cần Threat thôi là mình sẽ kích hoạt được 8 thời không rồi. Một con thôi. Làm ơn. Không gà luôn anh em. Buồn hơn cả con chuồn chuồn. Đây đi. Xem hất tung được không. Hôm nay mình gặp ông này rồi. Mình đã tính hất tung cái con Garen của ông này. Đã thành công.
Boom. Henry bắn lực lắm đấy anh em. Chơi đây là anh em chắc chắn là sẽ ít ông dồn đồ cho Andrew giống như mình vậy. Cái ông không tặc kia một tấn đồ ấy kia thì anh em là tôi chơi kiểu gì đây? Canh Blank và Aurion Son. Ông này pick canh Blank muốn lên 3 nữa hay sao? Mười chín, mười ba, mười bốn máu. Một, hai, ba, bốn. Ok. Sẽ chuyển vị trí của JC. Như này thì chúng ta sẽ hất tung được. Nhưng mà không gặp. Ông này lại có ý định hất tung SR của mình nữa rồi. Lần này thì anh đã thành công. Nhưng không biết là chiến thắng được hay không nữa đây. Ok. Chỉ cần Ariel được side skill thôi thì mọi chuyện sẽ được giải quyết. Boom. Ui. Skill Ariel khá lợi hại anh em ạ. Để xem là có những trang bị gì hay không. Có thêm vàng này. Ok, chắc mình sẽ lấy thiều vàng nha anh em. Thiều vàng bây giờ thì thêm một slot. Mà không biết cho con gì vào. Hiện tại thì mình đang rất là cần cái con Threat. Đây rồi. Như này, mình sẽ cho con này vào. Vậy là đội hình 8 thời không kết hợp với Ezreal rồi thế giới. Và bây giờ thì kèo căng não đây rồi. Mình bắt buộc là phải hất tung con ganh blanh. Chứ không là tỷ lệ thua khá cao. Giờ ok. Nếu như anh ta không thay đổi thì có lẽ là mình chiến thắng được. Ông này có 14 máu. Không biết là một round đi luôn hay không. Adriel. Hay. Adriel bắn được 2 phát. Đừng bảo với tôi là không đi luôn nha. Ui. Mẹ, nhưng mà một khoảnh khắc. Một khoảnh khắc của Ganh Blanh đã dọn dẹp toàn bộ team của mình. Chưa ông nào đi cả. Nghe trận đấu càng hơn cả dây đàn. Threat này. Ngộ không này. Mẹ. Ui, mẹ ông này đồ ghê quá. Mày bắt hết echo của ông kia rồi. Nana. Mày xếp Garen ở vị trí mà mình không thể nào hất tung được. Đây đi. Các bản sao. Ông này là tính gọi là lắp cái phong kiếm sao đấy. Để có thể hất tung Edwin của mình. Nhưng mà rất may là mình gặp bản sao rồi. Boom. Ủa, ông phải hết. Rồi, easy win. Andrew carry nha anh em. 11.000 đam. Cái gì ạ? Uầy. Phải lên. Nguyên cả cái đội hình của ông kia mà lại không ăn được cái đội hình của ông này. Đùa. Mỗi con ganh blank rồi. Ông này chỉ cần duy nhất một cái con Echo nữa thì lên được Echo 3. À đâu, hai con nữa. Anh ta quyết định đó chính là bán ganh blank để roll tìm Echo rồi. Hồi nãy mình thấy cái ông Sona kia pick 2 con Echo. Giờ đội hình của mình cũng không có gì để có thể nâng cấp thêm nữa rồi. Chỉ cần mua tướng. Tìm Threat 2 để cho Threat được kéo vào mà thôi. Ủa, ông này có Nico này. Cố lên nào, đừng có thua sứ giả nhá. Thua sứ giả hơi bị kỳ quặc. Một con Echo nữa thôi thì sẽ giúp anh ta lên được Echo 3. Mà mình sẽ cần phải roll một chút. Threat. Đây. Cái lý do mà mình bán cái con Ngộ không kia đi thì
nhưng anh em sẽ biết. Mình sẽ lấy cái phong kiếm sau. Không roll nốt đi. Trời ơi, hơi cồng kềnh. Thôi sao. Rồi, lắp phong kiếm sau như này thì nó sẽ giúp cho mình gọi là hất tung được một mục tiêu. Đây. Không có Echo 3, giấc mơ tan thành mây khói. Và đương nhiên rồi, trận thắng là của chúng ta mà thôi. Nếu hôm nay roll được Echo 3 thì chắc chắn là mình sẽ thua. Ok, vậy là trận đấu của chúng ta kết thúc tại đây rồi. Một lần nữa cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã theo dõi cái video này của mình. Và hẹn gặp lại anh em trong những cái video sắp tới nhé. Tạm biệt anh em.